Nếu tôi thật sự phấn đấu làm giàu và không thành công thì tôi cảm thấy thật sự thất bại. Bao nhiêu trong số anh chị đang có cái suy nghĩ này ạ? Ôi, tôi không có làm giàu đâu, tôi sợ thất bại lắm. Lỡ đâu mà tôi phấn đấu làm giàu được thất bại sao? Tôi sợ thất bại lắm. Vậy thì hỏi các anh chị nha, nếu như bây giờ anh chị ngồi im và không làm gì hết thì anh chị có đang thất bại không? Cuộc sống này nó không có người thất bại, nó chỉ có người thành công và người đang học thôi. Người đang học là như thế nào? Nếu như anh chị làm một cái việc gì đó mà nó không được như ý anh chị muốn thì cái đó không gọi thất bại, mà là anh chị sẽ có được một cái kinh nghiệm để anh chị rút ra bài học, để lần sau anh chị làm tốt hơn và anh chị thành công. Khi anh chị làm một cái việc gì đó mà anh chị không thành công á, thì anh chị sẽ có một cái kinh nghiệm tốt hơn để chúng ta rút ra một cái bài học tốt hơn để lần sau chúng ta làm tốt hơn. Bao nhiêu số anh chị từ hồi nhỏ mình sinh ra có phải là mình bò, mình lấy, mình được cha mẹ cõng không ạ? Thì có anh chị nào ở đây mà mình bò suốt đời không ạ? Có anh chị nào ở đây mà mình lấy suốt đời không? Người nào mà họ đang bò suốt đời hoặc là họ lấy suốt đời á, đó là họ đang thất bại trong cái việc mà phải học cái cách đi bằng hai chân. Đó mới gọi là thất bại, bởi vì họ không biết cái cách đứng lên được và không biết cái cách để đi được, và không bao giờ đứng lên để đi được, và họ phải chấp nhận là bò suốt đời và lấy suốt đời. Có anh chị nào ở đây mà khi mình đứng lên mình tập đi mà anh chị tự tin là mình chưa bao giờ bị vấp, chưa bao giờ bị té, mà chưa bao giờ bị ngã không ạ? Cái việc mà anh chị bị té, anh chị bị ngã đó, nó có khiến anh chị nghĩ là anh chị đang thất bại không? Hay là anh chị vừa té xuống và anh chị đứng dậy, anh chị đi tiếp liền, và anh chị không có để tâm đến cái suy nghĩ của mình? Đó là bởi vì anh chị đang có một cái bài học. Bài học ở đây là gì ạ? Bài học ở đây là khi mà mình đi mình té, à chỗ đó nó có cái lỗ, nó có cái vật cản, thành ra là hôm sau mình sẽ rút kinh nghiệm là mình né chỗ đó đi. Hoặc là khi mà mình đi mình bị té, bị ngã thì mình sẽ tập trung hơn không ạ? Có phải là chúng ta sẽ có một cái bài học là chúng ta sẽ tập trung hơn, chúng ta sẽ cẩn thận hơn? Vậy thì nếu như chúng ta bị lặp lại cái việc mà té ngã đó nhiều lần thì có phải rằng là sau mỗi lần chúng ta sẽ tập trung hơn không ạ? Chúng ta sẽ cẩn thận hơn khi mà mình đi đứng không ạ? Ngày nay mới nói là không có cái người thất bại, chỉ có cái người đang học và thành công hơn mà thôi. Khi anh chị làm một cái việc gì đó mà nó chưa được như ý của mình thì mình sẽ rút ra một cái bài học kinh nghiệm để lần sau mình làm tốt hơn, chứ đó không gọi là thất bại. Thất bại là khi nào ạ? Bao nhiêu số anh chị ở đây đang kinh doanh ạ? Em chỉ đang nói như anh chị đang kinh doanh thật nha, đang kiếm tiền từ công việc kinh doanh nha. Có phải rằng là khi mà anh chị bán hàng, anh chị có bị nhiều người từ chối không ạ? Khi mà anh chị chào hàng, anh chị có bị nhiều người họ chê bai và họ không mua hàng của anh chị mà? Hoặc là có một số anh chị kinh doanh đó, anh chị livestream, anh chị bán hàng có rất là nhiều người coi, nhưng mà cũng có người họ không mua hàng của anh chị. Vậy thì đó có gọi là thất bại không? Có phải là khi anh chị livestream, anh chị chào hàng, anh chị có bị từ chối không ạ? Anh chị có bị người ta chửi anh chị không ạ? Anh chị có bị người ta chê cái mặt hàng, cái sản phẩm của anh chị không ạ? Họ nói rằng là ôi cái sản phẩm này đắt lắm, cái sản phẩm này là kinh lắm, rồi cái người đó không có tốt, rồi cái này không có ngon, cái món này không có ngon, cái món kia lại ngon hơn. Thì có phải là chỉ vì một số người họ chê bai các anh chị, họ nói các anh chị, họ từ chối anh chị? Cho hỏi là những anh chị đang kinh doanh, anh chị có bị từ chối đó là cái chuyện thường xuyên không ạ? Có phải là cái việc mà anh chị kinh doanh, anh chị bị từ chối và anh chị bị chê bai đó là cái chuyện mà chúng ta phải thường hay gặp không ạ? Là anh chị chọn rằng là ôi này khó quá, kinh doanh khó quá, xong rồi ai cũng không có đón nhận sản phẩm của mình, ôi vậy là mình không bán được, mình không kinh doanh được, mình không kiếm tiền được rồi. Hay là anh chị phải làm dữ hơn nữa, anh chị nói rằng là mặc kệ mấy thằng đó, mặc kệ những cái đứa đó, bây giờ mình phải làm dữ hơn nữa, bây giờ mình phải làm hay hơn nữa, bây giờ mình phải bán nhiều hơn nữa, bây giờ mình phải có cái chiến lược nó thông minh và nó hay hơn nữa. Thì đó là cái việc mà anh chị đang học bài học đó. Cái người đang học bài học, những người mà đang học á, thì họ sẽ thành công. Còn cái người mà thất bại là sao? Cái người thất bại là khi mà họ bị té, hoặc là họ gặp một cái sự cố, hoặc là gặp một cái vấn đề đó là họ nằm bẹp luôn, họ nằm bẹp dí luôn, họ không có chịu làm gì hết, họ không có chịu đứng lên, họ không có chịu phát triển, họ không có chịu tìm ra cái cách để mà làm tốt hơn, họ không có chịu tốt nghiệp bài học, họ không có chịu rút ra cái bài học kinh nghiệm để tiếp tục đi tiếp, mà họ nằm bẹp luôn, họ từ bỏ luôn, họ nghỉ cuộc chơi luôn. Thì đó là những người thất bại. Nên cái tư duy đúng ở đây nè, cái tư duy của những người giàu, cái suy nghĩ của những người giàu ở đây là khi mình phấn đấu làm giàu mà mình vẫn chưa thành công, mình vẫn chưa làm được, thì mình phải tiếp tục học tập để phát triển, tăng cái sự hiểu biết của mình lên, để mình rút ra cái bài học và mình làm nó tốt hơn. Mình học từ người thành công và mình thành công luôn. Vì thành công luôn để lại dấu vết, mình chỉ cần lần theo dấu vết của người thành công và mình thành công luôn. Chỉ có những người thành công và người đang học
chứ không có người thất bại. Vậy thì anh chị có chịu trở thành một cái người đang học, tiếp tục học để mình càng ngày càng thành công và đại thành công, thay là anh chị chọn là không làm gì luôn, không phát triển, không tiến lên phía trước? Đó là lựa chọn của anh chị.